nay tại huyện Thuận Thành, chúng tôi biết có một làng nghề làm đậu phụ và chính nghề này đã giúp nuôi sống dân làng. Không chỉ có thế, sản phẩm của làng còn được đem bán khắp nơi. Dẫu đó chỉ là thanh đậu phụ nhỏ bé, thường có trong mâm cơm hàng ngày của người dân Việt. Vậy là chúng tôi quyết định đêm đó quay trở lại làng Trà Lâm, xã Chí Quả, tìm về với những con người thôn quê đang cần mẫn làm ra những thanh đậu nóng hổi trong đêm tối tĩnh mịch. Được biết, làng có 70% hộ dân vẫn làm đậu phụ. Vậy là, ngoài những lúc đồng áng, đêm đêm cả làng lại xôn xao với những tiếng động cơ đều đều phát ra từ các máy xay đậu. Ghé thăm nhà bác Dư, trưởng thôn, chúng tôi sở mục từng thao tác làm đậu, hỏi cặn kẽ từng công việc. Để rồi, nhìn thì thấy dễ, nhưng như vợ bác Dư cho biết thì người làng cũng chẳng giấu nghề, nhiều người ở nơi khác tới học và con gái làng đi làm dâu cũng mang theo nghề đi, nhưng chẳng có đâu làm đậu ngon được như ở đây. Hỏi ra mới vỡ lẽ, điều đặc biệt chính là do nước chua, bởi nước được làm từ giếng làng. Phải chăng đó cũng là phúc phần của những người con kinh Bắc? Chỉ biết rằng tạm biệt gia đình bác trưởng thôn, lòng chúng tôi lại dấy lên một niềm tin vào những gì còn lại sẽ được thế hệ chúng tôi hay thế hệ sau này lưu giữ, để rồi những nét đẹp cổ truyền sẽ mãi vẫn còn. Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi tiến dần tới chùa Bút Tháp. Chùa được xây dựng từ thời vua Trần Thánh Tông, sau đó trải qua nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ được những nét nguyên sơ hấp dẫn. Không những thế mà các kiến trúc cũng như bảo vật của chùa ngày càng mang đậm phong thái của người Việt hơn. Theo lịch sử, kiến trúc hiện tại chùa có được như ngày nay là do Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, vợ vua Lê Thần Tông, cùng với hai nhà sư người Việt gốc Hoa thiết kế. Chùa có tên chữ là Ninh Phúc Thiền Tự, được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc, nhưng không liên thông mà gồm nhiều tòa ngăn cách nhau bởi những khoảng trống lộ thiên, tạo nên độ sáng hài hòa giữa các tòa. Kiến trúc chùa được bố trí cân xứng, chặt chẽ ở khu vực trung tâm nhưng lại rất tự nhiên ở khu vực xung quanh. Sự bố trí chặt chẽ ở khu vực trung tâm này thể hiện tư tưởng về giáo lý của đạo Phật, diễn tiến từ nhận thức suy lý đến thực hành chánh niệm để đạt được đến sự giác ngộ và giải thoát. Mỗi khi đi qua một công trình kiến trúc là khách hành hương đã bước dần vào ý đạo. Có thể nói rằng người thiết kế công trình này khi vẽ đồ án xây dựng đồng thời vạch ra một chương trình tu đạo cho các Phật tử. Đặc biệt hơn cả là bên trong có bộ tượng Tam Thế, Tam Thân và tượng Phật Bà Quán Âm nghìn mắt nghìn tay. Tượng do nghệ nhân Trương Thọ Nam tạc vào năm 1656, cao 3,7 mét, có 11 đầu, 42 bàn tay lớn và 958 bàn tay nhỏ. Điều kỳ lạ là mỗi bàn tay có một mắt, độc đáo hơn là khoảng cách mỗi cánh tay không giống nhau mà hoàn toàn trong tư thế tự do, thánh thoát, với những động tác mềm mại gợi cho người xem liên tưởng đến vẻ đẹp của người phụ nữ Việt. Không những thế, tượng còn có thể tháo rời ra thành từng mảnh nhỏ để vận chuyển dễ dàng, rồi sau đó có thể lắp ghép lại y nguyên như cũ. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm,
Ngỡ ngàng trước những gì cha ông để lại, chúng tôi quyết định đi tìm các vị sư của Bổn Tự để tìm hiểu thêm về những bảo vật còn lại của chùa. Nhưng chùa chỉ có 4 vị, trong đó thầy trụ trì đi vắng, còn lại sư bác Minh Thiện và 2 chú tiểu. Vậy nên chúng tôi cũng như bao khách thập phương khi đến đây chỉ biết trầm trồ với phong cảnh thanh tịnh và những bảo vật đẹp mắt mà chẳng thể hiểu nổi xuất xứ của chúng. Có lẽ vậy nên khi tới đây, các bạn trẻ thường chụp ảnh làm kỷ niệm. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết chùa có tòa cửu phẩm liên hoa làm bằng gỗ gồm 9 tầng, có khắc tượng Phật xung quanh. Mỗi tầng có đài sen rộng chừng 2m, cao 50cm. Cả tháp cao 7,8m. Phía ngoài tháp, các cánh sen bằng gỗ sơn đỏ tạo thành tầng tầng, lớp lớp so le nhau. Điều đặc biệt là tòa cửu phẩm này có thể quay được và không phát ra tiếng kêu. Nhưng nay để bảo tồn, chùa đã cho dựng một lớp rào gỗ xung quanh tòa. Ngoài ra, sau nhà tổ còn có nhiều tháp to nhỏ rất đẹp. Điển hình là tháp Báo Nghiêm. Trên đỉnh có hình nậm rượu, 5 tầng, 8 mặt, cao 13,05m, được sư Minh Hành cho xây để thờ vọng thiền sư Chuyết Chuyết là vị tổ thứ nhất của chùa. Nhìn ngọn tháp cao vút, chúng tôi lại cảm thấy man mác, lại xót xa vì vốn công phu của tiền nhân giờ đây đã thất truyền. Hàng hậu học chúng tôi có chăng chỉ biết đến các ngài như những thánh tăng, để rồi thành kính lễ bái dâng lên các ngài một tấm lòng thành. Tạm biệt chùa Bút Tháp, chúng tôi lại cảm thấy trăn trở về trách nhiệm của mình. Làm thế nào chúng tôi có thể gìn giữ và bảo tồn cũng như phát huy những di sản cho thế hệ mai sau? Bởi ngay trên chính mảnh đất Kinh Bắc này, thời gian đã lấy mất đi bao nghệ nhân, từ người nghệ sĩ hát ca trù Thanh Tương cho tới bác thợ đúc đồng của làng Đại Bái, hay những làng tranh Đông Hồ vốn nổi tiếng với những bức tranh tươi vui gắn bó với mỗi người con Việt trong dịp lễ Tết cổ truyền của dân tộc. Giờ đây cả làng cũng đã chuyển nghề, chỉ còn sót lại vài gia đình làm tranh. Thế nên chúng tôi quyết định ghé thăm làng tranh vào một sáng tinh sương. Điểm đầu tiên chính là gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế. Tranh ở đây thì phải nói rằng nếu mà để làm ra một cái bức tranh nó hoàn chỉnh ấy, thì nó có rất nhiều các cái công đoạn. Cái công đoạn thứ nhất là nếu mà đi sưu tầm các cái mẫu tranh, hay hoặc là ngồi vẽ sáng tác những các cái mẫu tranh, đấy là cái công đoạn thứ nhất. Công đoạn thứ hai là sau khi vẽ ra cái mẫu tranh rồi thì ngồi khắc những cái tranh kia, đấy thì bắt đầu mới ra công đoạn thứ hai, là đấy là một cái sản phẩm để chuẩn bị cho ra tranh thôi. Vào cây gió đấy mới làm ra cái giấy này. Sau khi giảng giải sơ qua cho chúng tôi tất cả quá trình làm tranh, nghệ nhân đã dẫn chúng tôi đi xem từng công đoạn làm tranh. Đầu tiên là việc chọn giấy. Giấy được chọn là giấy gió. Giấy gió được bồi thêm hồ điệp lấy từ bột của những con sò, con trai ngoài biển Quảng Ninh, Thái Bình, tạo thêm độ bền và sắc màu cho tranh. Và nó đã trở thành thứ nền đặc trưng của tranh làng Hồ. Vì thế mà tranh dân gian Đông Hồ không bị lẫn với bao dòng tranh khác. Tên của một quá trình làm giấy điệp đã trở thành tên của làng tranh. Chữ Hồ vừa là keo màu, vừa là định sắc. Hơn thế nữa, nó lại tượng trưng cho sự đầy đủ, ấm no. Từ đó làng có tên gọi Đông Hồ. Nét độc đáo của tranh Đông Hồ là các mảng màu trong tranh, nó đã trở thành niềm tự hào của tranh dân gian, hay nói đúng hơn là cả một bí quyết pha chế màu của thợ làm tranh Đông Hồ. Trong các sắc màu của loại tranh này, tuyệt nhiên không có màu hiện đại hay màu công nghiệp pha hóa chất. Bởi nếu sử dụng những loại màu này thì tranh sẽ bị bay màu, thiếu đi độ trong mát, bền đẹp. Không còn màu đen óng ánh của than lá tre, màu đỏ thắm của hòn sỏi, màu vàng của hoa hòe, màu xanh của lá tràm, màu trắng của con điệp. Và khi chuẩn bị hết nguyên liệu như thế thì công việc của người làm tranh Đông Hồ mới bắt đầu. Không những thế, việc khắc các bản vẽ cũng rất khó.
như anh con trai Bác Chế cho biết. Cái này thì gọi là các cái làm các cái bản in của tranh Đông Hồ này thì làm nó tỉ mỉ và nó lâu lắm. Muốn làm được một cái bức tranh mà hoàn thiện mà được đẹp như ý của các nghệ nhân thì phải đi học nghề, phải mất khoảng 3 năm. Còn nếu mà dưới 3 năm thì làm tức là nó cũng không được đẹp, không được như ý. Qua công việc khắc tranh, in tranh của mỗi nghệ nhân Đông Hồ đã biết chắt lọc từ cuộc sống những hình tượng trong lao động sản xuất, trong đời sống tinh thần để khắc họa vào tranh dân gian. Một cô gái hứng dừa, một đàn gà mẹ con, một cậu bé chăn trâu cũng trở thành hình tượng sống động trong tranh và trở thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo mà nhiều người biết đến. Giờ đây, tranh Đông Hồ không chỉ có ở Việt Nam mà đã có nhiều khách nước ngoài tìm về với làng tranh. Có lẽ qua những bức tranh không bị phai màu bởi thời gian, người xem tranh đã bắt gặp cái tài hoa của các nghệ nhân, để rồi mọi người đang tìm về với làng tranh nhiều hơn để chung tay gây dựng lại một làng nghề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc Việt. Chia tay gia đình Bác Chế, chúng tôi ghé thăm gia đình nhà nghệ nhân còn lại của làng tranh, đó là gia đình ông Nguyễn Hữu Sam. Khi tới thì ông Sam cùng con trai là anh Nguyễn Hữu Quả thảo luận về bức tranh vừa mới làm xong. Có lẽ cũng chính từ cuộc trao đổi này mà những kinh nghiệm dày dặn của thế hệ đi trước đã được truyền trao cho con cháu. Cũng từ đó mà hun đúc nên một tinh thần sinh vì nghệ, tử vì nghệ, để rồi thế hệ mai sau sẽ tiếp bước, sẽ không vì miếng lời kinh tế mà bỏ nghề, bởi họ hiểu được trách nhiệm của mình, như anh Quả chia sẻ. Thực ra thì tôi là một thế hệ sau được thừa hưởng những cái truyền thống của ông cha. Thực ra đây cũng là một cái niềm đam mê của cá nhân, rồi một cái niềm tự hào của một cái làng nghề. Cho nên là chúng tôi cũng gắn bó với nghề. Chúng tôi giữ cái nghề đây là một phần trách nhiệm của cá nhân đối với tổ tiên, đối với dòng họ và đối với làng tranh. Và chúng tôi cảm thấy rất là vui vì một cái làng nghề truyền thống tranh Đông Hồ, bên cạnh những cái bức tranh phản ánh cuộc sống đời thường của người dân thì nó còn có cả một cái giá trị văn hóa truyền thống mà ông cha tổ tiên chúng tôi đã gửi gắm ở đây và nó được tồn tại đến ngày hôm nay. Tạm biệt làng tranh, những bức tranh sáng màu dân tộc, chúng tôi xin anh Quả viết tặng đoàn ba chữ thôn Đông Hồ để như lấy đó làm kỷ niệm về một làng quê tài hoa.